Thưa quý vị, có lẽ những sự việc như thế này là không mong muốn và mong rằng là chúng ta sẽ có ý thức nhiều hơn trong việc tham gia giao thông để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc cũng như là hạn chế được rủi ro từ tai nạn giao thông. Và chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo khi mà có những thông tin về tuyến xe cũng như là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khi đã áp dụng tuyến thu phí ETC không dừng thì mới đây trong ngày thứ 3 áp dụng tuyến thu phí này trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng đã nhận được những phản ánh rằng rất nhiều tài xế đã phải chờ tới hàng giờ mới có thể thoát khỏi tuyến đường cao tốc. Theo đó, vào khoảng ngày 28 tháng 7 trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhiều phương tiện bị ách tắc và không thể di chuyển. Các tài xế đã phải mất thời gian chờ đợi tới hàng tiếng đồng hồ để có thể thoát khỏi đường cao tốc trên. Các phương tiện nhích từng tí một khi chờ đợi các phương tiện qua trạm kiểm soát vé. Trước đó, vào ngày 26 tháng 7, Tổng Công ty Phát triển Cao tốc Việt Nam VEC đã chính thức khai thác vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hệ thống ETC cao tốc này có quy mô lắp đặt 25 làn ETC tại 3 trạm thu phí là Long Phước, Quốc lộ 51 và Dầu Dây, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên cả nước nhằm giảm ùn ứ lưu thông qua trạm. Những ngày này, phương tiện qua trạm đang trở nên ùn tắc nhiều hơn.